muốn chia tay hay gì đó thì nói. Thì thật sự lúc đó em cũng không nói gì hết và em chọn cách là em quay mặt em đi. Thì lúc đó là bạn ấy lấy xăng tưới lên người. Giờ em tên Lê Khải, em sinh năm 96 và hiện tại em đang là mẫu ảnh và là diễn viên về quảng cáo. Hình như chị thấy các bạn em quen á. Dạ, em đã từng tham gia chương trình Người Ấy Là Ai. Hôm nay thì bọn mình sẽ có nhiều thời gian hơn để trò chuyện với nhau. Thì khán giả có thể biết về cái tuổi thơ của em không? Từ nhỏ đến lớn em vẫn sống bình thường như bao bạn nam khác. Và em cũng đã từng có quen bạn gái. Em cũng nhận thức được biết là con người mình như thế nào từ nhỏ. Nhưng mà em giữ gì đó cho gia đình một chút xíu. Nên là đợi khi mà lớn lên rồi thì em cũng đã biết từng biết mình là một người như vậy. Nhưng mà không dám nói cho gia đình biết. Cho đến khi mà ba em phát hiện. Làm sao ba phát hiện được? Dạ thì em nghĩ chắc thể là hàng xóm gặp hay là ở ngoài đường như đó ba em gặp thôi. Sao mà ba em nói với em? Em nhớ là có lần đó ba em nhậu say rồi về lại kêu em ra, chung là la gầy em trước xong rồi lại đánh đập. Nhưng mà thật sự lúc đó em cũng không biết lý do tại sao ba mình lại đánh mình, trong khi từ nhỏ tới lớn ba em luôn là người thương yêu em. Một câu kêu em bằng mày cũng không có, lúc nào cũng là con trai, không bao giờ có những gọi là đánh đập. Dù em làm chuyện gì sai, em hổn hay là một cái sự việc gì đó lớn hay cả, ba em cũng chưa bao giờ đánh đập em hết. Cho đến khi đánh xong thì ba mới nói là tao không hiểu tại sao tao có thằng con lại là như vậy. Lúc đó em sự là em rất là buồn và tức giận, nhưng mà em nghĩ là ba em làm gì cũng đúng vì có em là con một. Nhưng sau lúc đánh đó em cũng đã bị bệnh và ba em cũng chăm sóc em trong khoảng thời gian đó. Đánh nhiều lắm hả em? Dạ đúng rồi, em bị sốt, giống như là ba em cũng từng mua thuốc rượu và thuốc bắc để về sức cho em rồi em uống những thứ đó. Nhưng mà khi lúc đó thì em buồn nhiều vì em nghĩ lúc đó em còn khá là trẻ con. Nên là em nói với lòng là mình sẽ tự lập, mình sẽ tự sống để không cần phải nhờ giáo gia đình hay là một cái điều gì hết để mình thoải mái hơn. Thì đến lúc em khỏe dậy, em tỉnh dậy và em quyết định là em sẽ lên Sài Gòn để em sinh sống. Thì lúc em đi em không có liên lạc với một ai hết và tất cả mọi liên lạc em không cho ở nhà biết luôn hả? Dạ, em đúng trốn đi hả? Em đi là không một người nào biết và tất cả sim hay mạng xã hội của em là hoàn toàn em xóa hết, em tắt hết, em bỏ hết. Khi em mới bước chân lên Sài Gòn thì có lẽ là cuộc sống ở Sài Gòn nó chưa thích nghi với em được. Nhưng mà cũng may mắn cho em là trước khi đó em cũng có vài người bạn ở Sài Gòn để giúp đỡ em. Em có gặp nhiều khó khăn không? Dạ có. Thì lúc đó em cũng còn khá nhỏ, là tiền em cũng có thể là không có nhiều. Đến lúc mà mình thấy gần hết tiền thì bản thân bắt buộc bản thân là phải đi kiếm tiền. Thì em cũng đã từng làm nhiều công việc khác nhau, kể cả từ quán ăn, quán nước hay cho đến một công việc gì đó em vẫn làm. Là đi phụ bưng nước rồi quán ăn hả? Dạ có thể là. Lúc đó có thể là khá là cực đối với em, nhưng mà dần dần thời gian em giống là em thích nghi với cuộc sống ở Sài Gòn. Đương nhiên là cuộc sống Sài Gòn nhiều lúc em cũng thấy cô đơn vì không có gia đình bên cạnh. Nhiều khi em muốn lo lắng cũng không được và em muốn tâm sự với ai cũng không được hết. Khoảng 2 năm em quay trở ngược về nhà. Trong 2 năm đó là cho chị hỏi là không liên lạc luôn? Thật sự trong 2 năm đó cách 2 tháng em về nhà một lần, nhưng mà em về lửa giờ mà gia đình em không có ai ở nhà hết. Em về là để em thăm bà em, thăm nội. Vì em chỉ muốn đứng trước cửa nhà để em nhìn vào phòng nội em ngủ là nội em khỏe hay không. Tại vì ba mẹ em ly dị lúc em mới có 1 tháng 6 ngày thôi. Xin phép hỏi là lúc đấy em bao nhiêu tuổi hả? Em 17, 18 tuổi. Ồ, của em thì bố mẹ em chia tay từ khi em bé xíu lắm. Dạ, thì em ở với ai? Ai là người nuôi nấng em? Dạ nội. Chính là người em muốn về quê để thăm là chỉ là bà em thôi. Đấy là lý do mà em có rất nhiều tình cảm với bà nội của em. Dạ đúng rồi. Có thể là người bà này là người mà gọi là cả cuộc đời này của em, coi trọng người bà này hơn cả bản thân của em. Của em rồi cái lúc mà ba em phát hiện ra em là gay á, thì nội của em có biết không? Cả gia đình biết hết. Ừ, rồi nội em có nói gì em? Nội em nói là làm gì cũng được hết, miễn sao là đừng có phải dính vào tệ nạn hay là đừng để xã hội ở ngoài phải nói chê là được rồi. Từ nhỏ là em ở với nội. Dạ đúng rồi. Em sống với nội là từ lúc 1 tháng 6 ngày cho đến lúc em lớn và đến lúc em lên Sài Gòn luôn. Đến ngày hôm nay là nội em được bao nhiêu tuổi rồi? Nội em vừa mất năm ngoái là nội em 88 tuổi. Lúc đó là 11:20 em nhận được điện thoại là nội em mất. Lúc đó là em lại tiếp tục thôi. Chỉ biết là bỏ hết tất cả mọi thứ của em, chạy lên và vách sách vali em về liền lúc đó. Về thì nội em chưa liệm nữa. Em vẫn nhìn thấy mặt nội và em chỉ ôm tất cả quần áo của nội em khóc. Em khóc cho đến khi mà em ngủ hồi nào cũng không hay nữa. Thì khi nội em mất, gọi là cái mất thương đau nhất cả cuộc đời của em, không còn gì em để mất được nữa. Và hiện tại bây giờ em nghĩ là cuộc đời em không còn gì để mất đâu.
Nên là em nghĩ là bản thân bây giờ phải cố gắng làm sao để nuôi dưỡng bản thân mình và cố gắng làm sao để mình trở nên thành công hơn. Cũng may mắn cho em là em cũng hiện tại em cũng được có người bên cạnh của em. Kể về tình yêu thì nếu mà nói ra chuyện có thể là mọi người hay biết là mối tình đầu của em. Lúc đó em bao nhiêu tuổi? 16, 17. Cái là mối tình đầu của em 16, 17 tuổi. Dạ. Là thật sự thì lúc đó em có nghĩ không nghĩ là sẽ yêu đương đâu. Nhưng giống như là em thấy cảm xúc lúc đó là hay là em vừa chia tay bạn nữ. Mà em quen bạn nữ đó em có tình cảm với người ta không? Em nghĩ lúc đó là hay là mà, em còn nít quá thì phải. Lúc em đang quen cái cô đó là em chưa có thích ai con trai đúng không? Dạ đúng rồi. Thì em vẫn có tình cảm với cô đó nhưng không có sâu đậm. Dạ đúng rồi. Rồi khi em quen cái mối tình này thì kéo dài được bao nhiêu lâu? Hai năm mấy. Em nói là sâu đậm đó nha. Em thấy là lúc quen bạn đó thì thật sự là cảm giác của em rất là ngại. Ngại là không là sợ người ta biết hả? Dạ, một phần là sợ ở ngoài biết, sợ gia đình biết và em ngại gọi là hay là ngại ra đường với hai đứa như vậy. Ừ. Dần thì em thấy là cảm xúc giống như là bạn đó lại quan tâm em nhiều hơn, kể cả em đi học hay là gì đó cũng đều đưa đón em. Nên dần em có tình cảm và quen thời gian dài và hai đứa em cũng có thể là tự tin ra đường luôn. Khi mà em thấy cái người bạn trai đó quan tâm em á thì dần dần em có tình cảm. Thì anh chỉ có câu hỏi là có thể đó là cái sự cảm kích thôi mà. Hay là do em thiếu tình cảm, yêu thương của cha mẹ, đâm ra là ai tốt với em quá nên em cảm động. Lúc trước đây thì em cũng đã từng suy nghĩ là có thể là do là em sống thiếu thốn tình cảm. Nên là em chỉ cần thấy là một người nào quan tâm mình, thương mình thì em sẽ bị đổ về hướng người đó. Em sẽ bị xúc động. Dạ. Ban đầu yêu thì em cũng chưa nghĩ là sẽ yêu vậy đâu. Nhưng mà bạn đó gọi là quan tâm và tốt với em quá. Gọi là quá tốt, có thể là còn tốt hơn cả là chăm sóc bản thân người đó. Cũng có nhiều chuyện xảy ra trong khoảng thời gian đó. Cũng có cãi nhau, cũng có vất vả, cũng có nhiều thứ lắm. Cãi nhau về chuyện gì em? Em có thể chia sẻ. Thì ngày hôm đó em nhớ là bạn ấy bắt em phải ở nhà. Nhưng mà thật sự thì em nói với bạn là em chỉ nói xạo thôi. Em nói là em đi ra ngoài với vài người bạn. Thật sự là em chỉ muốn em đi bộ và đi dạo một mình để cho em thoải mái. Em đi khoảng được không tới nửa tiếng thì bạn ấy đã chạy xe kiếm em. Đi có nửa tiếng mà ép buộc kêu về nên em khó chịu đúng không? Dạ không, đi kiếm mình và bắt mình đi về. Thật sự lúc em cũng đã ngồi lên xe và bạn ấy chở em lại một nơi gọi là cái nơi đó cũng là nơi nhiều kỷ niệm của hai đứa em. Cánh đồng thì phải. Cũng là hơi vắng và cũng có sông đó. Nói chung là ở đó rất là yên tĩnh và rất thoải mái. Thì ra đó thì bạn ấy mới đem hết tất cả quần áo cặp mà bạn ấy mua tặng em, đem hết tất cả những kỷ niệm của hai đứa ra và giục thẳng xuống đất và nói em là muốn chia tay hay gì đó. Thì nói thì thật sự lúc đó em cũng không nói gì hết và em chọn cách là em quay mặt em đi. Thì lúc đó là bạn ấy lấy xăng tưới lên người. Trời ơi. Mà thật sự thì em nghĩ lúc đó chỉ là hù em thôi. Hù thôi chứ không phải là cố tình như vậy. Nhưng mà làm thiệt luôn, là đốt là không đổ phải làm xăng thiệt, lên người luôn. Thật sự là đổ xăng lên người. Nhưng mà khi em thấy đổ xăng là em quay lại rồi. Và em kêu thôi đi, đừng nghĩ không có chuyện gì nữa hết á. Và em đang cố chạy thật là nhanh lại. Thì là xui một điều là có gió, ở đó có gió. Tại cánh đồng mà, gió rất là lớn. Thì bé để học quẹt, em nhớ là để học quẹt rất là xa tay vậy nè. Nhưng mà lửa đang bình thường và lúc gió đó nó bạc á, gió, gió bạc. Thật sự là lúc đó gió, và lúc đó bị phật lên. Thật sự là lúc đó em gọi là em bị chết đứng. Em chỉ biết la làng và nhờ người cứu thôi. Và em không biết lúc đó như thế nào. Rồi lửa là cháy người đó luôn. Dạ, và cháy khá nhiều như là hủy hết cơ thể 90%. Và bạn ấy cũng là con một của một gia đình gọi là khá giả. Sao tại sao mà có suy nghĩ khờ dạ như trời. Em nghĩ có thể là chỉ là một phút nông nổi gì đó. Muốn chứng minh cho em thấy là chứng minh có nhiều cách để chứng minh lắm. Rất là nhiều cách để chứng minh. Và thí dụ em đi ra đường như vậy thì có thể nè. Có thể là dù như giờ nghi ngờ đi là em đi chơi với bạn khác hay là em có quen ai đi thì mình có thể đi theo mình nhìn. Mình chạy từ mình nhìn có cái mình quan sát như là mình thấy bạn bè bình thường và cả lúc mình phải nhìn hết cái đoạn đường đó để coi bạn mình làm cái gì. Nóng lên rồi chị, mình đâu không có kiểm soát được đâu. Trong khi em ở với là cái người đó làm quen 2 năm mấy mà em có thường xuyên bỏ đi không, là chỉ có lần đầu tiên em đi thôi. Đa số là như là ngày nào hai em cũng gặp nhau, không ngày nào không gặp hết. Hay là hai người giận nhau vài ngày. Dạ. Vài ngày đó xong rồi em giống như là em muốn là đi thoải mái thôi. Rồi sau cái chuyện đó rồi hai người như thế nào em? Thật sự thì lúc đó em không còn biết một cái gì nữa hết. Chết đứng rồi. Em lấy điện thoại bạn ấy ra và điện cho mẹ. Thật sự thì em rất là hiểu rõ là bạn ấy chưa bao giờ gọi là nói về giới tính của mình cho gia đình bạn ấy biết. Nên em chọn cách là em nói em Khương Vị là một người bạn và tai nạn xảy ra như vậy. Em chở bạn ấy vào bệnh viện thì gia đình ấy xuống và lập tức chuyển từ bệnh viện thành phố qua bệnh viện trung ương, rồi từ trung ương phải chuyển thẳng lên Chợ Gãy.
Và trong thời gian chữa trị đó là gần một năm. Trong khoảng thời gian đó, em lúc nào cũng nhắn tin. Khi thời gian quen đó thì hai đứa em gọi là ít tương tác với mạng xã hội, và hai đứa em tạo một nick gọi là nick riêng, hai đứa nói chuyện với nhau thôi. Và giống như hàng ngày em vẫn vô đó em nhắn tin, giống như là tự bản thân mình nói chuyện thôi. Em muốn là giống như có cái kỳ tích gì đó, nếu bạn ấy bình phục lại, nếu còn sống thì vào đó xem những gì mà hàng ngày em làm và những gì hàng ngày em nói và em có thể nhớ, em sẽ ghi vào đó hết. Đó. Sao em đi lên thăm lo chồng ngay? Dạ, gia đình em cũng có biết chuyện đó. Và gia đình em cũng nói là nếu con mà gặp gia đình người đó chắc chắn con sẽ có chuyện. Nó đó em sợ. Đúng rồi, sợ. Năm đấy hình như em mới 17 tuổi ha. Dạ, em cũng đã từng đến bệnh viện và em cũng đã từng tìm từng phòng để thăm và chỉ đứng ở ngoài thôi. Chứ tình cảm cũng đã 2 năm mấy, đâu phải nào mà vô tình. Sao mà có suy nghĩ khờ dại vậy trời. Rồi sau cái giai đoạn gần một năm chữa trị đó thì bạn đó ổn hơn nhiều không em? Thì trong khoảng thời gian đó thì em chỉ luôn ước một điều là em sẽ chấp nhận tất cả mọi thứ, em ốm đau bệnh tật hay là em chấp nhận nửa tuổi thọ của mình, em vẫn chỉ cầu mong là bạn ấy sống. Cho dù bạn ấy tật nguyền hoặc xe lăn đi nữa thì đúng là cuộc đời này em sẽ đi liền với bạn đó. Thì khi ngày bạn đó về, đêm nào em cũng vào cái nick đó hết. Thì em thấy nick sáng đèn. Thật sự em rất là mừng, em không biết là có đúng hay sai hay là có chuyện gì rồi hay là ba mẹ bạn ấy lấy điện thoại. Thì bạn ấy nhắn tin em là đã về rồi và đã ổn. Và hỏi em sống khỏe không, em như thế nào trong thời gian đó. Thì em chỉ muốn nói một câu là ra cửa nhà đi, em sẽ chạy lên kiếm. Thì lúc đó em lên cửa nhà, em cứ đứng đợi hoài thì bạn ấy không ra. Em đi về, về xong thì bạn ấy nói là dạo này em khá ốm. Và nó nhìn thấy em từ trên lầu nhìn xuống mà em lại không nhìn thấy. Mà lý do tại sao bạn nó không xuống gặp em có biết không? Dạ biết. Là vì là thương, do tích bị thương tích chưa lành. Thời gian nửa tháng sau rồi một tháng sau thì hai đứa mới gặp nhau ở bên ngoài. Thật sự thì em cũng mừng là có thể là gia đình có điều kiện nên là phẫu thuật đắp da, nên là hoàn toàn từ gương mặt, da tay, da, chúng là da toàn thân đều hoàn toàn như da bình thường hết. Và không có một cái vết gì hết, giống như bình phục hoàn toàn. Chỉ một điều là bị quỷ hai lỗ tai. Có lẽ là thời gian nói về rồi dần dần nói chuyện rồi nhiều chuyện này nọ. Giống như là tình cảm hai em giống như là đã nhạt. Rồi dần thì hai em cũng gọi là cắt đứt liên lạc với nhau. Em không biết là bạn ấy bây giờ gọi là thấy là thay đổi tính tình hay là bạn ấy vì gia đình hay là vì cái gì đó hay là hứa hẹn một điều gì em không biết. Nhưng mà hai em chọn cách là chia tay nhau. Chia tay nhau xong khoảng thời gian đó thì em lập nghiệp, em đi lên Sài Gòn và em làm việc thì cũng em cũng từng gặp gỡ nhiều bạn bè, cũng đi chơi đây đó, cũng đi du lịch và em cũng gặp một bạn mới. Là người yêu thứ hai của em? Dạ, và hiện tại hiện giờ của em. Không biết có phải quả báo hay không. Cái người đầu tiên em quen thì mối tình đầu tiên em là một người gọi là có ăn học và gọi là thạc sĩ. Và rất là giỏi và rất là hiền, không rượu chè, không gì hết. Hay gặp người thứ hai thì người đó lại là một công tử, ăn chơi, nhậu nhẹt, đi bar thường xuyên, rất là vô tâm, không quan tâm em một điều gì hết. Và nhưng mà em lại yêu người đó nhiều. Thật sự thì bạn ấy cũng hay là cũng thương, cũng thích em nên là quen. Quen nhau được khoảng một thời gian thì bạn ấy lại muốn em sống với bạn đó. Muốn cả hai cùng đều ra riêng để sinh sống. Thật sự em nghe những thứ đó em rất là thấy thích. Nhưng mà em nghĩ là nếu mình hiện tại bây giờ công việc của mình đang rất là ổn, mình ra riêng liệu như vậy mình có tin chắc người này sẽ thay đổi về mình không? Mình có tin chắc là người này chịu nghỉ đi chơi hay nghỉ giảm bớt những cái sự chơi bời đó không? Sao em không đặt thẳng vấn đề với lại cái bạn đó luôn? Lúc đó em không muốn đặt thẳng, em muốn nhìn thấy. Em mới nói bạn ấy là nếu ra riêng thì công việc hiện tại là mình phải bỏ. Bạn ấy nói là ok, về cứ về đây đi, thì mọi thứ thì cứ để bạn ấy lo. Nhưng tính của em này là từ nhỏ tới là em không muốn, không cần sự lo lắng gọi là tiền bạc từ người khác đưa cho em. Em muốn tự lực nên là em chọn cách là nếu ra riêng phải hạn chế tất cả mọi thứ ăn chơi lại. Vẫn có thể đi chơi cuối tuần, có thể gặp gỡ bạn bè hay là cuối tuần có thể đi nhậu nhẹt hay là đi bar búp gì đó. Muốn thích thì cứ tự nhiên đi. Nhưng mà đừng có phải một tuần đi 5-3 ngày, rất là phí phạm. Em nói thương lượng với nó là mình mở một cái quán nước nhỏ để mình cùng kinh doanh. Thứ nhất là bán thời gian, thứ hai là cũng kiếm thêm thu nhập. Tuy ít nhưng mà nó sẽ vui và có thể là tình cảm nó sẽ nhiều hơn. Và em nói bạn đó, nếu chắc chắn, khả năng nếu nhắm làm thì em sẽ ra riêng. Thì bạn ấy nói với em là chắc chắn. Nhưng mà em vẫn chưa tin chắc là bạn sẽ chắc chắn. Tại biết tính tình mà con người hay là nói suông cho em đi ra ngoài thôi. Thì em mới xin gia đình xin phép gia đình em là cho em ốp nửa tháng. Là em cứ nói xạo với mình đó là em đã nghỉ rồi.
thì thật sự thì một ngày đầu tiên về ở chung thì rất là vui. Rồi bạn ấy công việc thì bạn ấy cứ bàn ra, không có nhiệt huyết để vào cái quán nước đó. Thì em mới nói một điều là nếu cuộc sống dựa vào đồng tiền của ba mẹ tới đến tầng tuổi bây giờ vẫn còn dựa vào, bản thân bạn ấy thì sống đủ. Còn nếu bây giờ em mà không làm việc nữa, không bao giờ sống được. Và không để hai đứa cứ biết nằm ở nhà nước phay, nằm ở nhà bấm điện thoại cho qua ngày vậy sao. Có thể là bạn ấy hiểu. Và bạn ấy hỏi em là gì, đưa ra những cái gì cần thiết. Thì em viết cả tờ giấy, kể cả nhiên liệu mua ở đâu, từ cái tủ mua ở đâu, bàn ghế mua ở đâu, và tất cả mọi thứ bản thân em phải tự tìm tòi hết. Thì bạn ấy lại là người chở em đi mua tất cả những thứ đó. Cái quán của em có tên là Chàng Nành ở Cống Quỳnh. Thì là xe bán tụi em gửi khoảng đường khá xa. Thì lúc đó em muốn là đem phụ đẩy. Thì bạn ấy mới nói em một câu là em đang tham gia nhiều show, hay là em chơi game show, em và em cả tham gia nhiều mẫu chụp ảnh quảng cáo. Thì thôi đi, công việc này để cho anh làm. Và nói em là em chỉ việc đứng ở quán nước, vì tính anh trầm cảm, tính không nói nhiều. Em cứ đi ra ngoài hỏi khách uống gì, còn tất cả mọi thứ để làm, mọi thứ còn lại thì để cho anh làm hết. Thật sự thì lúc em rất là mừng, thấy là người này đã thay đổi rồi, mừng lắm. Thì đúng, thật sự là vậy, công việc bạn đều làm hết và dành làm hết. Cái này á, em làm là cho bạn ấy thay đổi là tình yêu á, tình nó thay đổi, làm cho bạn ấy thay đổi. Và hiện tại hai em sống với nhau gọi là rất là vui, rất thoải mái. Sao em không rủ bạn ấy đến đây luôn, nhút nhát không dám xuất hiện trước đông người gì? Dạ không, nói chung là bạn ấy cũng bây giờ quen em thì cũng ra đường cũng thoải mái rồi. Bạn mẹ biết cũng khá nhiều, ba mẹ bạn ấy cũng biết em và cũng đã từng dắt em về nhà, và kể cả ba mẹ bạn ấy rất là thương em. Biết hai người quen nhau không? Dạ biết, nhưng vấn đề là có thể là dòng họ của gia đình bạn đó. Nhưng mà cho chị hỏi là gia đình của em có biết là hai người yêu nhau không? Dạ có. Biết, coi như là hai gia đình hai bên biết nhau hết rồi hả? Dạ đúng. Rồi gia đình em có nói gì không? Dạ không. Vậy là vui vẻ hạnh phúc rồi. Hạnh phúc mà. Thì anh chỉ thấy là cuộc đời của Khải á, nó trải qua quá nhiều biến động. Là tuổi thơ của em thì hơi thiếu tình cảm của bố mẹ ha. Lớn lên thì em phải tự lập từ rất là sớm, nhưng mà em đã vượt qua hết những cái điều đó. Em có một cái châm ngôn riêng nào cho bản thân mình sau khi đã đúc kết qua một cái quãng đường dài? Có thể là trên đời này cái chuyện cũng có thể xảy ra hết, chỉ là do bản thân mình muốn hoặc là không. Chị thay mặt chương trình sẽ chúc em gặp được nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống này. Dạ em sẽ cảm ơn chị. Cảm ơn Khải đã tham gia chương trình ngày hôm nay.